Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Vừa rồi thì mình có đi test chất âm của cặp loa bãi đến từ thương hiệu Audio King, có model là PA10D. Loa thuộc dòng loa full, cấu hình loa gồm một loa bass 25 và một chiếc kèn. Với cái dòng loa này mình đã có một clip giới thiệu rất là chi tiết về kiểu dáng hình thức thùng và nội thất bên trong của loa bass, loa chép và phân tần. Quý khách nào quan tâm sâu đến cái dòng loa này, hãy vui lòng xem lại clip trước của bên mình. Và để ghép với cặp loa này thì mình có sử dụng con đẩy hai kênh hàng bãi của thương hiệu DK Daran King, model là LA400. Và một con vang số và một bộ micro không dây. Vừa rồi thì mình có thử một cái đoạn nhạc không lời và tiếp đến thì mình sẽ hát một đoạn karaoke với cặp loa này. Với cái dòng loa này thì chất âm của nó thì khá là đều dải. Tuy là bass 25 nhưng tiếng bass nó xuống cũng khá là sâu. Và chép thì đánh rất là tơi và nhuyễn. Có thể sử dụng cho nghe nhạc và hát karaoke với không gian phòng từ khoảng 25m² trở xuống. Thì quý khách có thể sử dụng một cặp loa này kết hợp thêm một quả súp bass 30 hoặc là bass 40. Còn với những không gian phòng từ trên 25m² thì quý khách có thể sử dụng hai cặp loa này thì cho chất âm rất là hay. Thương hiệu Audio King. Thùng này là thùng sơn zin màu trắng. Quý khách nào có nhu cầu chuyển sang thùng sơn màu đen thì mình sẽ hỗ trợ chuyển sang sơn màu đen. Ở cặp bên này thì mình đã tháo dây căng ra mặt trước của loa này. Ở clip trước thì có giới thiệu rất là chi tiết rồi về củ loa bass và loa chép. Cái đời loa này thì cái miệng loa chép này được làm rất là cầu kỳ. Miệng loa chép này được làm bằng gỗ ép nhiều lớp với nhau ở phía bên trong. Và bên ngoài này họ khoét một cái miệng thành cái miệng loa chép này. Họng loa chép. Họng này nó cho tiếng chép nó đánh rất là mịn. Nghe nó rất là mịn tai, nó không bị chói so với cái họng nhựa. Ở đây là phía mặt sau. Ở phía mặt sau thì ở đây là cái tem để quét mã QR sẽ ra hãng. Model là PA10D. Ở đây là các cổng kết nối đi vào loa bằng jack Dutrich. Loa này thì nó có loa vế trái và vế phải. Đấy. Ở thùng đây. Ở kiểu dáng thùng. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi hát một đoạn karaoke và kính mời mọi người cùng lắng nghe về chất âm karaoke của cặp loa này. Chỉ là nước mắt cứng rưng rưng.